Sáng ngày 19 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào chương trình phát triển đô thị thị trấn Mãn Đức và đô thị thị trấn Phong Phú. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Thị trấn Mãn Đức là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Tân Lạc, có đường quốc lộ 6 và quốc lộ 12B chạy qua. Diện tích 532 km2, quy mô dân số hiện trạng là gần 90.000 người. Mục tiêu thực hiện chương trình phát triển đô thị thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc đến năm 2030, nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt đề án tỷ lệ 1/5000 thị trấn Mãn Đức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, hoàn thiện phát triển thị trấn Mãn Đức đạt chuẩn các tiêu chí đô thị loại 4. Xã Phong Phú được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai xã trước đây là Địch Giáo và xã Phong Phú. Với tổng diện tích tự nhiên là 2.520 ha, dân số 8.659 người, mật độ dân số bình quân 345 người trên 1 km2, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1%. Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Phong Phú đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện theo từng lĩnh vực, tiếp tục bổ sung các ý kiến bằng các văn bản gửi cho đơn vị tư vấn tổng hợp, hoàn thiện theo đúng thời gian. Đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu bổ sung rà soát lại các hạng mục, các địa danh, quy hoạch khớp với tên thực tế tại địa phương, để sớm hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.